Chào mọi người nghe, hôm nay mình mới về cái cây súng bắn đinh này là đinh U nha. Số hiệu của nó là U1013. Giờ mình khui ra thì cái này gọi là súng đinh bằng hơi. Thì ở đây là có một cái máy nén khí xài hơi, nó tạo ra hơi để xài cho cái súng này. Cái này không có xài điện nha, hoàn toàn là xài bằng hơi. Cái này thì công nghệ Đài Loan, xuất xứ Trung Quốc. Thì khi mình khui cái súng ra thì bên trong nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, một cái lớp bọc để mà nó bọc cái súng lại. Đây là có cái hộc đựng đinh nè, 101310, tức là chiều ngang của nó là 10 mm, độ sâu của nó là 10 12, cho nên là nó gọi là 10 khoảng chiều dài của cái đinh nó ăn sâu vô á là 13 mm, gọi là 1013, đó là chiều ngang á, chiều ngang của nó nè, chiều ngang của nó là 10, chiều sâu của nó là 13. Rồi bây giờ mình gắn đinh vô nè, đinh đó như thế này mình gắn vô rồi bắn thử nè. Lấy cho anh đinh 1013 bề ngang là 10, đó là 10 ly, bề ăn sâu vô là 13 ly. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô, mình test thử nè. Cái này chủ yếu là nó xài bằng hơi, cái máy nén khí nhỏ vậy là mình xài được rồi. Đó, rất là mạnh rồi. Rồi mình coi cái lớp dán dưới nè, bắn chỗ như là chỗ thẳng luôn, là chứng minh cái lực nó mạnh. Giống như bây giờ cái này mình bắn vô để cho nó dính vô lại nè nha. Cái này cái độ hư hỏng nó cũng ít thôi, chứ mình xài nhiều á mình tháo mấy cái này ra rồi mình đổ dầu vô rồi xin lại, còn không xài nó mình tháo ra. Nếu mình thay đinh này thì mình cần mình bóp vào một cái cọ ở đây, nó sẽ nhả cái hộp đinh ra, rồi mình lấy đinh ra. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái hộp đinh mới vô, gài lại. Bây giờ mình gài dây vô nha. Rồi đây là súng súng hơi 1013 nha. Mọi người có hỏi gì thì vô phần bình luận, mua thì ủng hộ mình nha.